vị khách may mắn không lo mua skin quay lại của con. Con cậu con chín cây lắm, con nói thiệt. Cùi trái đầu tiên rồi cả nhà, mua skin đầu tiên luôn. Quá cơm quá vàng luôn cả nhà. Này 220.000 ký nha cô chú chị. Đấy. Trời ơi. Quá đẹp. Quá đẹp ha. Làm sao cho lấy ra đừng có bể. Cơm nó mịn nó dễ bể hả? Ô, trái này ngon. Thơm mà nó. Bây giờ khách kiếm mua mua skin quá chừng luôn. Này có hàng rồi, không có nhiều nha cả nhà. Lên đâu có nhiều đâu, bà chủ 100 ký không bà chủ? Có gỗ hả? Gỗ hả? Không tới 100 ký, vài chục ký. Không, không có gì đâu. Mỏng lắm. Đâu, mua skin mới có trái được năm thứ hai thứ ba đâu có mỏng vỏ nữa. Chỉ có trùng bò là chạy tiền mua. Này sầu rồi đi Mã Lai trồng ở Việt Nam nha cả nhà. Giống như mua skin là cái này không gì nữa. Giống Mã Lai. Nhìn cơm nó hấp dẫn quá hả? Bên kia còn nữa kìa, không có nhiều lắm. Ui hết tái rồi, quá trời đó, quá trời luôn nha cả nhà. Tí không 6 lần 75. Đây trái này sầu Mã Lai cả nhà, 574.000. Anh mới gọi em đây 574.000. 220 một ký nha cả nhà. Thiệt đỉnh sầu riêng không? Cô xem tới đây là cô ghiền luôn á. Thấy cái màu là cô ghiền luôn á. Thấy con dao ơi, không được ngọt rồi chín cho đấy. Không, cái này nó mới dao nhiều, nó không thấy nào nó ngọt hết rồi. Rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi. Thêm cái màu là cô ghiền luôn á. Con cá không ngọt, cái màu ngọt. Trời ơi, đỉnh không? Chai này đi tím là săn lùng mua sân kim. Dạ đúng rồi, 200 gấp đôi. Con kia 120 này 220. Bởi vì sầu này Mã Lai nè. Người ta bị ghiền cái màu này nè. Ta bị ghiền cái màu này ha. Ghiền cái màu á. Nhìn thấy trên mạng cái màu vàng ẹ luôn mà ra mà sao cái màu. Ở đây này có một cái loại sầu riêng còn mắc hơn cái này nữa nha cả nhà. Và lắc con mà chưa có chín mình chưa có quay được. Ui ui nguy hiểm. Cái tôm luôn á, còn 200 đại đại đó cô. Để cho cô xem xong cái này rồi cô về. Để hôm sau cô có ăn thử, mua cái này ăn thử. Giá nó cao thiệt mà khách cũng tìm mua, hôm bữa cháy hàng không có hàng bán luôn á cả nhà. Cái này nó dẻo chứ nó không có mềm rụt ha. Còn ghê. Nhiều muối lắm, cô thấy nó vậy chứ nó học đều hết á. Còn cái vỏ sắt này. Còn nữa bên đây còn nữa. Chưa nè. Bên đó còn hai học lưng. Quá trời muối. Cái này nãy 570 mấy ngàn á cả nhà. Tiếc đến. Ăn đáng đồng tiền ha. Đáng đồng tiền thiệt chứ. 415 kết bạn thứ 8, phường 13, quận 10, số điện thoại 0939925. Cái này số lượng nó không có nhiều như đi sáo cả nhà, lâu lâu lên mấy chục ký, mấy chục ký bán hết. Rồi ôi quá trời cái hộp. Nhìn đã ha. Bán sầu riêng đắt chi vậy nè. Trả lời nữa cho khán giả đi. Dạ, có bán tiền sầu riêng ngon. Tại sao nó dở quá? Lý do tại sao chỗ khác bán rẻ, chỗ này bán đắt. Sầu riêng quận 10 nó khác. Nhiều người giá khác với sầu riêng quận 12. Vô nói tôi là nói chuyện vô duyên nha, nhưng mà tôi hỏi là quyền lợi của khách hàng á, tôi hỏi dùm cho khách hàng á, chứ không phải là tôi hỏi cho bà chủ đâu. Nhiều người vô comment nói ông này nói vô duyên nhưng mà không hiểu được cái vấn đề. Hỏi lại cái lỡ luôn rồi. Mình hỏi quyền lợi cho khách hàng mà. Bây giờ nói khán giả thông cảm đi chứ giờ tiền mặt bằng, tiền nhân viên cao ở quận 10 nó cao hơn với mấy cái quận khác nên em phải bán cao giá lên chút xíu. Nhà em còn hai đứa những con nhỏ nữa phải nuôi. Nuôi hai đứa con nhỏ. Vậy giờ mình em là gồng gánh đủ thứ trơn á, nào là nhân viên rồi nào là con nhỏ. Sầu riêng em bán bao ăn bao đổi bao bù nên cô chú anh chị gần đây thì mua ở đây nó tiện hơn. Ở trên kia giá nó thấp nhưng mà chạy lên tới quận 12. Bà chủ vô khui tóc hành luôn á. Có một
một phút rồi là xong một cái rồi. Chưa kịp hỏi nữa, hỏi chưa có chưa cái trả lời cho khách hàng. Ờ. Quyền lợi của khách hàng đó. Tôi Quyền ba bồ đúng không? Dạ, đó nha, khán giả. Quý ông bà, đây là quyền lợi em hỏi, là hỏi quyền lợi cho bà cô chú á, chứ không phải là em hỏi chuyện hiện. Là hỏi quyền lợi để cho bà cô chú biết được lý do tại sao sầu riêng chỗ này chỗ nọ như thế nào. Chứ đừng có nói nhiều để nhiều anh vô nói luôn là nói chuyện. Để nó giỏi rất là mỏng luôn á. Một ký mấy à? Mình hỏi thăm bà cô chú thôi mà. 1 ký 765 210 ngàn. Nhỏ hơn nữa, nó đâu đẹp bằng này đâu, nãy còn do nè. Ông thành trí mình chắc em cũng mà đâu đẹp nguyên trái cũng đâu. Bắt gà. Ừ, rồi, 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 mà lấy ra mà là để trong đây lấy ra hỏi qua nhà kia chứ lấy ra bỏ hộp nhiều muối đó có muối không cái này 1.4 nha cả nhà 168 ngàn đó. Ồ, nhỏ nó ngon ghê, do mỏng à, đúng vỏ mỏng luôn á. Mấy cái nhỏ mỏng vỏ, nhiều cô cũng phân biệt khi sao em cua mấy trái vỏ mỏng mà cứ mình cứ nghĩ đi, người mập thì da nó sẽ dài, thịt nó mỡ nó sẽ nhiều, người ốm ốm thì da nó ít, mỡ nó ít thôi. Trời ơi, cái này quá trời luôn, 168 ngàn nha. Đó là nói thực tế đó, thực tế đó. Trời ơi, nhỏ có vỏ, trời ơi, trăm mấy vậy? Quá ngon. Tóc hàm lục không ăn nước mía Dũng cho bỏ cho trước rồi. Uống nước mía nó mát tiếp chuồng bò. Nãy mới nghe cô Tiên kể sự tích sầu riêng có tên là chuồng bò. Nó hợp với gà làm vô bò. Có sầu riêng chuồng câu nữa. Để đồ ăn với lại ship. Anh thử không anh? Anh thử không anh? Sao? Ông em đi đem ra. Đổi. Nói chung là anh cái thử thì chắc anh phải mua 2-3 cái mua thử đi 6. Anh chuyển khoản mà. Cái kia đúng không? À đúng. Dạ đúng. 201 dạ đúng rồi, 201 anh. Sầu riêng sầu riêng đó là hình này ra lại. Hình như là hai trái sầu riêng đó nãy giờ nó bị nặng bóng vía ở đâu á. Đúng rồi, nó nặng bóng vía thiệt á. Cái cô khách đó hay là cô khách quen thôi mà còn gặp trục trặc nữa là sao? Nó nặng bóng vía à. Cô đó là cô khách quen đó. Nhà mấy ngày lễ này khách nghe tiền ship cao quá cũng ngán thì có cả nhà tiền ship lên nó mới đọc có la làng lên đó có nhiều đó rồi. Dạ có con tí xíu rồi một con tí xíu rồi. Đây, tôi tiếp sầu ri 6 cho khách nha cô chú chị. Hồi này mua 2 trái hả? 2 trái luôn hả chú? 2 trái này sớm nữa 583 ngàn. Gần 5 ký, 48, hơn 48. Đi 6 rồi nha.
cái đó là muối sinh kim. Đâu chuồng bò? Ngoài đó chuồng bò. Chuồng bò. Cơm vàng quá ha, mà không mềm ha, khô ha. Vô lửa đi, vậy đó cái này thì lửa nó liền thì nhiêu. Chuồng bò 220, chuồng bò 144. Chuồng bò 144, dạ. Cái này nhiêu trước đi? 283. Cái kia này nó khô quá. Hiện tại chỉ có đi 6 là nó rẻ nhất thôi. Hiện tại chuồng bò mắc hơn, chuồng bò 144, này 120. Từ trước thì chuồng bò 150 luôn. Cho ăn thử cái nhà thử coi coi nó có bị lạc hay là ok à. Rồi. Không. Nhà này chơi nón lá đồ không à. Mát muốn chết rồi không sao cái đầu. Không gì những kiền á. Cái bò nó không mỏng vô con. Nhỏ giỏ mỏng hơn vậy nữa hả? Cái chuồng bò mới giỏ mỏng hơn này đó à. Cái đi tháo này là giỏ mỏng đó. Nè, giỏ gì không gì đâu con. Thôi đã đi. Sáu học hả bà chú? Sáu học hả? Qua giờ hàng hiếm. Dài không anh ơi? Sáu học. Giờ mê chân dài không mà đầu buổi này người ta mê chân dài không không? Cái này nữa là 315 nữa nè. Nó lá đồ mìa ông quê đồ. À, người ta chê. Hồi nãy là 208 giờ 315. 595. Con đó còn sống chưa chín đâu vậy? Vô đi mua sầu riêng về ăn lễ rất là đông nha cô chú anh chị. Dũng ở kia phụ bán luôn rồi. Cô, cái trái này con cơm cơm cho cô được không? Trái này nó rất là mềm. Nhưng mà cái trái này bỏ nó không có được mỏng mà con cơm cho cô nha. Giống như cái trái này con trái này được. Tại vì mua đi cô cho nè, cô yếu nè, cô lên thịt mơ. Tới sầu riêng. Cái này nó cơm mềm nè. Nó vỏ dày con nói thiệt mà không thấy vỏ dày cho nên con cơm cho cô đi cho chắc. Cô khỏi suy nghĩ. Đúng không?
này là mềm thôi, ít vô nè. Mua sầu riêng. Nó tôi cho mua sầu riêng. Ông cho ăn cái nào đó đi. Mì quá. Ông mà cái khúc đầu tiên là cũng thấy ngon rồi. Đây, tới siêu phẩm Musakin nữa nè. Này nó mát hơn sầu đi 6 nhiều mà. 220 kg này. 5.7 lên trai. Ok. Đây, trái này sầu Mã Lai cả nhà, 574.000đ. Như là anh mới gọi em đây 574.000đ. 220 một ký nha cả nhà. Tiệc đỉnh sầu riêng không? Cô xem tới đây là cô ghiền luôn á. Thấy cái màu là cô ghiền luôn á. Thấy con dao rồi không được ngọt rồi chín cho đi. Không, cái này nó mới cao điểm mà không thấy nó ngọt. Rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi. Thêm cái màu là cô ghiền luôn á. Con dao của con cá không ngọt, cái màu không ngọt. Đỉnh không? Con trai này đi tím sang lùng mua sang ghiền. Dạ đúng rồi, 220 cái con kia 120 này 220. Bởi vì sầu này Mã Lai nè. Người ta bị ghiền cái màu này nè. Ta bị ghiền cái màu này ha. Ghiền cái màu á. Nhìn thấy trên mạng cái màu vàng ẹ luôn mà ra mà sao cái màu. Ở đây này có một cái loại sầu riêng còn mắc hơn cái này nữa nha cả nhà. Và lắc con mà chưa có chín nữa mình chưa có quay được. Ui, ui, nguy hiểm. Nhật Bản cái tôm luôn á hả? 200 này đó cô. Phải không? Để cho cô xem xong cái này rồi cô về. Để hôm sau cô có ăn thử, mua cái này ăn thử. Cái giá nó cao thiệt kìa mà khách cũng tìm mua, hôm bữa cháy hàng không có hàng bán luôn đó cả nhà. Cái này nó dẻo chứ nó không có mềm rụt ha. Thơm ghê. Nhiều muối lắm, cô thấy nó vậy chứ nó học đều hết á. Còn cái vỏ sắt rồi. Còn nữa bên đây còn nữa. Chưa mà. Bên đó còn hai học lưng. Quá trời muối. Cái này nãy 570 mấy ngàn á cả nhà. Tiết đến. Ăn đáng đồng tiền ha. Đáng đồng tiền thiệt chứ. 415 kết bạn số 8, phường 13, quận 10, số điện thoại 0939925. Cái này số lượng nó không có nhiều như đi 6 cả nhà, lâu lâu lên mấy chục ký, mấy chục ký bán hết. Rồi, quá trời cái hộp. Ừ, nhìn đã hả? Cô nhìn thấy ghiền cô hả? Cái màu là ghiền rồi. Ừ, hôm sau ra mua ăn thử. Màu là cô ghiền liền à. Cái đó là cô trai nữa giờ bà chủ. Anh trai đó luôn á. À, anh trai mua trái ri với đợi trái mua skin hả? Hai ký cơm ghiền. 2 ký cơm hả? Cơm đi 6 308 kg nha bà cô chú. Idol sầu riêng. Chúc sầu riêng. Hả? Ôi ơi.
coi mức độ vậy được chưa? Dũng xong việc rồi đó, Dũng lộ xong đi xong hết. Đây có bà chủ ngồi rồi. Đây bà chủ mới ngồi rồi, đúng không? 5 phút nữa. Nó nóng quá tao đi chạy. Có hai muối này cũng ngon lắm. 2 ký lượng Dũng ơi. Dạ, không đủ nhiêu đây, không đủ đâu Dũng ơi. Rồi còn trái nữa hả? 2 trái sao không đủ luôn, 2 trái không đủ. Vỏ dày quá cân cơm nè. Trái đó gì đủ. Trái hết rồi. Anh nước ngoài đó ảnh thích ở ngoài nắng bên nước ngoài khí hậu lạnh quá, về đây nắng đứng trong mát. Chưa đựng ký quá, 9 lạng quá hơn à. Muối nữa đủ hả? 8 lạng mấy à? 9 lạng. 8 lạng mấy. Muối này nữa. Cái này 3 hộp là được. Không cần ký số ký. Đầy đầy 3 hộp đi. Để đó cay mấy cái có nhiều hơn chứ. Ừ. Dạ. Phương ơi, mở cửa ra. Good, good, good. Ôi trời ơi. Thiệt luôn á. Sâu ơi, mở cửa ra. Ngon dữ á. Ngon dữ hả? Bá ngon, ngon dữ quá. Bà chủ chung. Về tới cái nhà của mình thì không có khổ trở như nhà kia. Hỏi em cái gì đi cuối cùng luôn. Đi cái đầu đó. Tôi đến tôi nhìn cho bà ra, tôi thấy là người chắc có chửi mình dữ lắm. Wow, trời trời, trái này ngon hơn trái nãy nhiều. Bữa đó mà hàng nó ngon làm như vậy thì vô khúc luôn. Vô. Mới vừa nói vô khúc luôn. Không vậy nó đỡ hơn anh, còn đỡ hơn mấy quỷ kia kìa. Khi nào mà để riêng anh nói em bỏ đi. Bỏ muối kia luôn đi chị. Tự nhiên đang cái học thì ngon à. Đang ngon nữa hả? Mất một ớt chứ. Mấy tới bự thì đương nhiên nó bị rồi. Hôm qua cùi không có cái nào bị ha, hôm qua cùi ngon kìa ha. Tùy lô ha, tùy giường, cắt cái giường ngon là nó ngon chứ bây giờ nói chứ bà con trồng nông dân người ta trồng người ta cũng đâu có muốn đâu có biết các thằng đi trồng gì nữa. Tùy lô anh mua 3 hộp đầy luôn á cả nhà, 3 hộp đó là gần có thể là gần xem 3 ký ăn hộp ký hộp đầu rồi có 9 lạng anh mua theo hộp nên nãy quên nhét. Ủa, nãy em nhớ có cái nhét nhiều chút. Tiếp Dũng ơi, đây lên tới nè. Không dư. Không dư đâu. Cái trái đó nửa trăm nó là ok rồi. Cái muối đó cao rồi, bự lắm rồi đó. Hồi nãy anh đâu có nói là anh mua theo hộp nên là không có nhét đâu. Anh mà nói là từ đầu đâu để vậy. Trời trời. Ôi ơi, nhỏ mỏng dữ vậy. Dư thì đúng rồi. Được cái đó nó không, bà chốt bà nhét. Giờ vô vô thôi xẹt của ta chửi. Nhét bán được trái nào la bán được trái nấy. Anh Khánh làm sao anh cười kìa. Còn hồng nữa nè. Anh la lớn hơn sao anh nghe kìa. Rồi còn muối đó là nhét nhét kia được không? Rồi ok, anh đặt câu rồi. Cái nhét cái đó cho anh. Còn có một muối nữa anh cho anh. Gặp khách xấu hổ quá đi luôn. Gặp khách nào cũng như anh này đỡ biết bao nhiêu ha bà cháu. Ôi ơi. Cái hộp sạc pin quá trời quá đất luôn. Quá trời quá đất. 240, 220 đủ ra tay tiếp tục. Chị cần ráo. Thôi. Thử con vậy? Thử con đi rồi về nhà đi. Dạ, cái nào hả chị? Dạ, tiền luôn rồi. Cái này đúng ráo luôn rồi, đúng không? Làm cua của chị rồi. Làm cua. Ráo mình ở ngoài mà nó mềm trong đó nha. Nó cứng rồi. Mình ráo hơn, mình béo. Rồi. Bây giờ mua sạch kim của bò là không kịp bán ha. Chính là không kịp bán ha.
Ở đây nữa chị. Sao đi mà chủ ơi. Ok không? Khách vô nữa hả? Không không. Bây giờ tới trường là đường thăm á. Ừ. Hai người ăn thoải mái rồi á. Quá trời muối gì? Nhỏ nhỏ mà con. Muối hồi xấu học á. Nhỏ mà có vỏ thì có ta. Quá trời muối luôn. 200 mấy rồi hả? Cái này cũng 200 mấy quá, 204 ngàn. Rồi 200 đó chị ơi. 200. Ăn ăn cái đít nó ghiền. Tiền ra mua tiếp. Đứng khó quá bà chủ. Hả? Khó hả? Ủa sầu riêng hay gì á chị Tiên? Sầu riêng nữa. Dạ sầu riêng á chị. Ở đây có bán mỗi sầu riêng thôi quá chủ. Cái này cũng ngon gì trái nãy ha. Trái nãy mới khui. Không phải, thấy chưa? Ba nhà ta ở luôn à. Ủa vậy hả? À, thầy bắt của chị không phải sầu riêng đúng rồi. Ô, hai người ăn ngon lắm. Ăn vậy còn còn ghiền. Còn ghiền ra mua tiếp. Ngoài kia có khán giả hỏi có đi ship tỉnh không? Đâu ngoài Vĩnh Phúc, Bình Phước. Nhiều lắm, khán giả nó hỏi nhiều lắm. Đó bà chủ có liên phải trả lời chứ. Nào mời khách liên hệ số điện thoại trực tiếp mình để vào đầu video đó nha. Liên hệ trực tiếp hỏi bà chủ của chú anh chị. Rồi. Chứ còn 210 đơn gì đó. Mình đâu có trả lời được. Nhiều lắm, khán giả nó bình luận cả mấy trăm comment hỏi giá mà. Khán giả có hỏi đi ship tỉnh đâu mà chủ. Bà chủ quá trời tỉnh luôn mà giờ em không có thời gian đi tìm xe. À thì là không có ship nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà có ai quen ở đây lại đi mua đặt xe gửi về. Chị hỏi nhiều lắm, khán giả hỏi quá trời quá đất luôn mà. Đi tỉnh tỉnh này tỉnh nọ hỏi. Bà chủ qua lên bà chủ qua tự động lên bà comment bà trả lời khách như để mai mốt bà mở thêm một cái mảng đó nữa cho mấy bộ phận mà chuyên ship tỉnh. Có anh nào sáu muối cho mình đó lo. Giờ lo bán bà chủ có ship bà mướn anh nào sáu muối nè đi ship tỉnh nè. Có ai đăng ký không? Có ai đăng ký không nè? Hôm bữa tới giờ nhiều lắm luôn á. Hay là tôi nói giỡn vậy chung á, nhiều ông vô comment kêu tôi thô lỗ với phụ nữ này. Tôi thiệt á, tôi cũng bó tay luôn á. Nói đây bà chủ có tiễn thiệt á nha ông bà cô chú. Tiễn thiệt là em mới nói thiệt á chứ em đâu có nói giỡn đâu. Cái nào giỡn thì giỡn, cái này thiệt là thiệt. Giờ bỏ tiễn. Đó, mình chào. Cái này đây. 249. Cái này chứ nhiều muối. Muối nó xịt bụng rồi. Chua ngon. Nhiều muối, nhiều muối. Trái này có 2kg hả? 2kg. Hơn 2kg chút xíu. 2kg chút xíu. 249 nha. Cho để mấy cái xài giặt hoài. Chị giao hàng 249 rồi cho em gửi đúng không ạ? Gia đình chở hết chiếc xe hay quá ha. Cảm ơn. Người hay quá ta gọn gọn.